và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một thử thách của chương trình tại Aeon Bicycle Shop các bạn nhé. Yeah. Và chị đã cầm trong tay thử thách của tụi mình rồi đây. Thử thách đó chính là trong vòng 30 giây hãy tạo tất cả các dáng chụp hình mà bạn có thể với chiếc xe đạp Topolu được độc quyền bởi Aeon Bicycle Shop tại Việt Nam. Và người chiến thắng sẽ được lựa chọn bởi đại diện của cửa hàng Aeon Bicycle Shop đó. Vậy thì ai trước đây ta? Nhỏ trước chị nhờ. Hồi nãy ai muốn mua xe đạp? Đúng rồi, nên là anh ai trước chứ. Ok, I'm fine. Thì anh ai trước nha. Ok rồi. Chị mời anh nè. Tại đây cũng đã xong rồi, không biết một trong ba đứa mình ai là người chiến thắng nào. Hỏi người chiến thắng mà khách hàng chọn là Tuyết Linh. Biển cả là tất cả mọi người ơi, biển cả là tất cả. Và sau khi hôm nay chúng ta đã tham quan nè, rồi trải qua thử thách nè, rồi lắng nghe những kiến thức thêm về các dòng xe đạp, thì tụi mình cũng đã tìm được xe đạp ưng ý cho Anna nè, rồi cũng đã tìm ra được các dòng xe đạp mà phù hợp với lại học sinh sinh viên đó anh Tụi Linh. Đúng rồi. Nếu như mà các bạn còn đang chần chừ về việc muốn lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp thật là ưng ý thì các bạn đừng chần chừ nữa, chúng ta hãy cùng đến Aeon Bicycle Shop để lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp thật là tuyệt vời các bạn nhé. Và bây giờ hãy cùng Aeon 48 Town Discovery khám phá tiếp địa điểm tiếp theo sẽ là gì đó.